Camera Debut đánh dấu sự quay trở lại của nam diễn viên Takeda Kohei, ngay từng đảm nhận vai diễn Kurena Otoya trong series Camera de Kiva. Sự trở lại của anh dưới cương vị Camera de Grease đã tạo được một dấu ấn tốt trong lòng của khán giả, cộng thêm hiệu ứng từ thành công của series Camera de Bill, một vi cinema dành riêng cho Camera de Grease đã được phát hành, đó là Camera de Bill New World, Camera de Grease. Ngày hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu và đánh giá tập phim này nhé! Trước khi đi vào nội dung chính, ta sẽ tìm hiểu qua một chút về thông tin phát hành của tập phim này. Camera de Bill New World, Camera de Grease là phần vi cinema Bill New World thứ hai đã được ra mắt, được chiếu ở rạp vào ngày 6 tháng 9 năm 2019 và phát hành Brunei DVD vào ngày 27 tháng 11 năm 2019. Giờ ta bước vào tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Câu chuyện lấy bối cảnh ở tân thế giới Camera de Bill sau những sự kiện diễn ra sau tập cuối của series. Lúc này, Kazumin được Mitan rủ đi chơi. Anh đã nghĩ rằng đây là cuộc hẹn hò đầu tiên giữa hai người nên đã mạnh dạn thổ lộ lòng mình với Mitan. Nhưng tiếc thay, Mitan chỉ nhờ Kazumin đi mua sắm cùng để thử cà vạt làm quà sinh nhật cho bố mà thôi. Chính vì lẽ đó, cô đã phũ phàng từ chối lời tỏ tình của Kazumin. Điều này khiến anh vô cùng suy sụp, chứng kiến tình cảnh của huynh trưởng mình như vậy. Hội Tam Vũ đã cùng Kazumin vươn khơi giải sâu và cuối cùng lạc sang một hoàng đảo. Lúc này, tại văn phòng chính phủ, thời gian Himuro và Gentoku đã có cuộc gặp mặt với vị quan chức Liên Hợp Quốc Simon Markers để trao đổi về giải pháp ứng phó trước một sự kiện tương tự như cuộc xâm lăng của Kelbus sẽ xảy ra. Gentoku đưa Markers tới văn phòng nghiên cứu để giới thiệu sản phẩm Build Driver được tạo ra dựa trên những ký ức của Katsuragi Shinobu về thế giới cũ. Xong, họ bị tập kích bởi một tổ chức mang tên Taofo dẫn đầu bởi Kenji Uraga. Chúng đã hack hệ thống an ninh cũng như những người máy bảo vệ Guardians trong tòa nhà chính phủ. Kenji Uraga từng là một cánh tay thân cận của Shinobu ở thế giới cũ, song đã bị thiêu cháy tới chết trong văn phòng thí nghiệm tạo ra Lost Portal. Khi được hồi sinh tại tân thế giới, mang theo những ký ức vỡ vụn từ quá khứ, hắn đã lên kế hoạch trả thù. Lúc này, Michael mới thấy lộ thân phận thực sự của mình, hắn cũng thuộc tổ chức Taofo, hắn cũng chuyển hóa thành Phantom Crusher với sức mạnh từ Phantom Liquid và hạ ngục Camera de Roger một cách dễ dàng. Đồng thời, hút sạch Nebulagus trong người anh và bắt anh trở về làm con tin. Mục đích của Taofo là đoạt lấy chiếc Build Driver, sử dụng nó với sức mạnh cộng hưởng từ Phantom Liquid và White Pandora Panel để có sức mạnh làm bá chủ và tái thiết lại thế giới. Lúc này, Kazumin cùng hội Tam Vũ đã tìm được đường trở về từ hoang đảo và đụng mặt tay sai của tổ chức Taofo. Bằng một cách nào đó, tinh chất Nebulagus của anh và hội Tam Vũ dù đã bị hút cạn nhưng không làm cho họ mất đi khả năng biến thân. Cùng lúc đó, đám Taofo cùng tới tập kích căn cứ của Sento để chiếm đoạt White Panel, nhưng đã mắc mưu của Sento và đem về một chiếc panel giả. Sau sự kiện đó, Misora bị tên cầm đầu của Taofo bắt giữ hòng làm con tin trao đổi lấy chiếc White Panel. Kazumi lúc này vừa trải qua cú sốc từ việc thất tình nên không còn đủ dũng khí để giải cứu cho Mitan, buộc nhóm Tam Vũ phải thay huynh trưởng của mình ra mặt hành động. Xong, họ không đủ sức mạnh để chống chọi lại với Kenji Uraga, lúc này đã sở hữu Build Driver và chiến đấu dưới hình dạng Camera de Mental Build. Nhóm Tam Vũ bại trận và bị thương nghiêm trọng. Khi Kazumin tới chiến trường thì mọi thứ dường như đã quá trễ, Mitan đã bị chúng bắt đi. Liệu Kazumin có đủ sức chống chọi lại với Taofo và giải cứu đưa Misora trở về? Các bạn hãy tìm xem Camera de Build New World, Camera de Grease để khám phá nốt câu chuyện nhé! Nhìn chung thì Camera de Bill New World, Camera de Grease là một tập phim mang cốt truyện tương đối đơn giản với mô típ của một kẻ phản diện muốn thống trị thế giới, bắt giữ con tin uy hiếp các nhân vật chính diện và đặt họ vào những hoàn cảnh éo le để vượt ra khỏi giới hạn của bản thân. Mang một nội dung tương đối đơn giản nên phim cũng dễ dàng truyền tải được câu chuyện tới khán giả. Ưu điểm của bộ phim là việc cài cắm hợp lý những nút thắt, đồng thời những tình tiết quan trọng cũng được làm một cách khá nặng đô, giúp đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào và khiến họ bị hút theo bởi những diễn biến xảy ra trong phim. Khác với phần New World của Kamen Rider Cross khiến cho fan của cặp đôi Sento Ryuga bị hẫng hụt thì lần này lại có phần trêu ý khán giả hơn khi nhà sản xuất đã quyết định khai thác về tình cảm một cặp đôi Kazumin và Misora. Nhìn chung, với một tập phim ngoại truyện, mình nghĩ rằng Kamen Rider Build New World, Kamen Rider Grease đã hoàn thành tương đối tốt vai trò của mình. Song, có một điều là mình cảm thấy không thực sự hài lòng, đó là cách mà bộ phim khai thác câu chuyện giữa Kazumin và Misora. Ở những sự kiện trong series,
Bộ đôi này đã được tạo dựng bởi một mối quan hệ nhiều sóng gió nhưng vô cùng đáng nhớ, khi cả hai được đặt trong một mối quan hệ không rõ ràng, tuy gần mà lại rất xa. Một mối quan hệ dang dở như vậy thực sự đẹp hơn rất nhiều so với quá trình từ lúc bắt đầu phim cho đến khi Misora chủ động thổ lộ lòng mình trong những phân cảnh cuối cùng của V-Cinema. Điều này phần nào khiến Misora như đã đi ngược lại với chính những gì bản thân đã nói ra ở trong TV series, khiến cho mối quan hệ giữa Mitan và Kazumin đánh mất đi chiều sâu vốn có của nó. Ngoài ra, phim cũng có nhiều chi tiết phần nào không ăn nhập lắm so với phần TV series trước đó. Thêm vào đó, bối cảnh của thế giới trong phim lúc này lại có phần tương tự so với thế giới cũ, bắt đầu xây dựng lại lực lượng người lính máy Guardians cho đến việc phát triển Rider System. Điều này khiến cho chúng mình có cảm giác như mọi cố gắng của nhóm Sentō trong series quay lại trở về ban đầu vậy. Tiếp theo, ta điểm mặt những nhân vật tiêu biểu của bộ phim này, đó là Kazumin, Hội Tam Vũ và tên phản diện chính, Kenji Uraga. Đầu tiên, về nhân vật Kazumin, ta vẫn có thể thấy được sự xuất sắc của nam diễn viên Kohei Takeda, anh vẫn hoàn thành tốt vai diễn của mình. Ở tập phim này, một biến cố xảy ra với Kazumin là việc anh bị Misora từ chối tình cảm, khiến anh mất đi dũng khí để chiến đấu. Có thể nhiều người khi xem phim sẽ thấy phản ứng của Kazumin có phần hơi quá đà một chút. Xong, mình lại nghĩ đây là một phản xạ vô cùng tự nhiên, bởi khi một người đàn ông bị người mình thầm thương trộm nhớ từ chối tình cảm, mặc nhiên họ sẽ sinh ra những nghi kỵ, ngờ vực dành cho bản thân, khiến họ không còn đủ can đảm để đối diện với đối phương nữa. Nhân vật Kazumin qua diễn xuất của Kohei đã tột tả tương đối tốt cảm xúc thất vọng, trầm uất đó, khiến cho bản thân mình cảm thấy tương đối thuyết phục. Về hội anh em Tam Vũ, vẫn là những người luôn đồng hành cùng Kazumin trong mọi thăng trầm của cuộc sống. Dù là một tuyến nhân vật phụ, song họ đã hoàn thành tốt vai trò của bản thân khi trở thành một nguồn động lực, một bàn đạp vô hình giúp Kazumin tỉnh ngộ và vượt ra khỏi những giới hạn của bản thân. Những nhân vật như Kiryu Sento, Himuro Gentoku hay Banjo Ryuga chỉ có xuất hiện trong phim như một tuyến nhân vật phụ có tương đối ít đất diễn nên mình sẽ không đưa ra nhận xét cụ thể gì về dàn nhân vật này. Cuối cùng, ta sẽ điểm mặt luôn tới kẻ phản diện chính của tập phim này, Kenji Uraga. Như chúng mình đã đề cập ở phía trên, Kenji từng là cánh tay phải đắc lực cho công cuộc nghiên cứu của Katsuragi Shinobu. Song, trong một lần thí nghiệm để sản xuất ra Lost Bottle, anh đã bị thiêu cháy tới chết. Kenji hồi sinh tại tân thế giới với vẻ ngoài dị dạng, không hoàn thiện, khiến cho người đời sợ hãi, ghét bỏ anh. Thêm theo bên mình là những mảnh ký ức từ thế giới cũ, khiến cho Kenji oán hận cuộc đời và muốn tìm kiếm sức mạnh để phục thù và tái thiết lại thế giới. Xét về tạo hình, mình khá ấn tượng khi nhân vật Kenji được xây dựng khá tốt, với gương mặt bị biến dạng bởi những vết bỏng từ cuộc thí nghiệm cũ, khiến hắn có một vẻ ngoài khá đáng sợ, gây được sự tò mò cho khán giả. Về sức mạnh, sau khi chuyển hóa thành Kamen Rider Mental Build, Kenji cũng trở nên thực sự áp đảo cho tuyến nhân vật chính diện của chúng ta. Anh đã gây rất nhiều khó dễ cho Kazumin. Song, như đánh giá về động cơ hành động cũng như cái tầm của một kẻ phản diện, thì Kenji thực sự không phải là một tuyến phản diện đáng nhớ. Bởi một kẻ mang quá khứ đau thương, hư mộng tái thiết thế giới, thì Kenji lại là một dạng nhân vật quá một chiều vì phụ thuộc nhiều vào sức mạnh và một đầu óc không có chiến lược sản xuất. Hắn quá tự tin vào khả năng của bản thân tới việc chỉ chăm chăm tìm kiếm Build Driver và White Panel để có sức mạnh tối thượng mà không hề vạch ra một kế hoạch dự phòng nào để đối phó khi âm mưu của mình bị đổ bể. Bắt giữ con tin cho văn phòng chính phủ, lớp phòng bảo vệ đó cũng quá thưa thớt khiến Ryuga có thể lèn vào và cứu con tin ra một cách dễ dàng. Nếu để đưa ra đánh giá chung nhất về Kenji Uraga thì đây chỉ là một tên phản diện được xây dựng tốt ở bề nổi, chứ những giá trị cốt lõi thì không hề được đảm bảo. Nếu so với những tên phản diện cực kỳ ấn tượng đã xuất hiện trong Kamen Rider Build thì Kenji Uraga chỉ là một kẻ non nớt đáng quên. Cuối cùng, về hành động và kỹ xảo thì đây vẫn luôn là điểm mạnh của Kamen Rider Build. Kamen Rider Build New World, Kamen Rider Grease cũng không phải là một ngoại lệ. Phim có những cảnh quay được thực hiện với những góc quay lạ, những cảnh one shot vô cùng đột phá, giúp làm tăng kịch tính trong từng cú đánh, từng pha ra đòn. Tương trợ với đó là hiệu ứng vô cùng đẹp mắt. Tự chung lại, phim nên đến cho người xem một bữa tiệc hành động CGI thịnh soạn, không có một điểm gì đáng chê trách cả. Cuối cùng, trước khi khép lại bài review, hãy cùng tụi mình điểm qua một vài thông tin thú vị xoay quanh bộ phim nhé. Kamen Rider Build New World, Kamen Rider Grease, ngoài công chiếu nội địa tại thị trường Nhật Bản, phim còn được chiếu tại Trung Hoa Đại Lục trên nền tảng xem phim Tencent Video vào ngày 27 tháng 11 năm 2019.
một buổi kỷ niệm công chiếu phim đã được tổ chức tại Thượng Hải vào ngày 5 tháng 10 năm 2019. Phim còn được chiếu tại rạp Scala ở Thái Lan vào ngày 16 tháng 11 năm 2019. Tất cả cho thấy được sự ảnh hưởng mà series Camera de Bill đã mang lại. Phim thực sự đã tạo được tiếng vang nhất định vượt ra khỏi ranh giới của Nhật Bản. Cảnh phim mà Kazumin kêu tên Phantom Flusher khi tới Nhật Bản thì nói tiếng Nhật. Đây là một thông lệ dành cho du khách tới đây. Họ nên sử dụng tiếng Nhật thay vì nói tiếng Anh, bởi có rất ít người dân Nhật có thể giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh. Như các bạn đã biết, ở cuối phim thì Kentaku và Sawa đã tiết lộ rằng họ đang ở trong một mối quan hệ. Dòng chữ trên áo mà hai người mặc với ý nghĩa lần lượt là tại khách sạn bên hồ đã chính thức quen nhau, ám chỉ tới những tình tiết cũ đã xuất hiện trong series Camera de Bill khi Kentaku mời Sawa sang khách sạn để trao đổi cụ thể công việc. Vậy trên đây là bài review đánh giá của nhóm chúng mình về bộ phim Kamen Rider Build New World Kamen Rider Grease. Nếu các bạn có cảm nhận khác về bộ phim này, hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé. Đừng quên like và share video để nhiều người biết hơn từ những sản phẩm của RTK Media và nhớ nhấn subscribe cùng nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Rin, giọng đọc mới của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại. お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。